Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Thắng. Và chuyến đi lần này của chúng ta là đang tới động Phong Nha Kẻ Bàng. Hồi nãy thì trong phần 1 mình đang nói tới cô lái đò mà khi mà dẫn du khách tới thì thường là nói cái gì anh Thắng? Thì quý vị khán thính giả vừa mới xem một cái video clip trong cái đoạn đó thì cô lái đò, cô chèo đò, cô đã giảng nghĩa cho mình biết là cái động như thế nào. Và dĩ nhiên một cái tóm tắt, tức là cái hang động nó hay lắm, nó cả sông nó đi vào trong lòng sâu trong cái hang động đó, và chúng ta nhìn lên trên và chúng ta nhìn hai bên, tất cả những cái thạch nhũ nó cũng cấu cấu kết cấu tạo thành cái hang động, nó cũng giống hệt như những cái hang động ở trên cạn. Thế tuy nhiên thì cái này đặc biệt là có nước ở dưới, có sông, với một con sông này, và con sông đó người ta nói dẫn dắt suốt đi tới biên giới Lào nữa. Nhưng mà mình chỉ được đi vào trong cái hang động như vậy, và cố chỉ chèo cho mình đi được có một cái số 2 thôi. Tại tới cái số 2 tức là tới cái khúc đó là cấm mà không được vào nữa. Còn nếu người nào muốn đi thêm vào tiếp nữa đó thì chúng ta lại phải có một cái gọi là sự yêu cầu đặc biệt để chèo một cái thuyền nhỏ hơn và luồn lách đi vào trong đó. Và cái luồn lách đó thì cô lái đò cô có thể cho chúng tôi biết là phải đi thêm một cái đoạn mấy chục cái số đó có thể vào biên giới Lào, nhưng mà đi rất là khó khăn. Thành thử đó cũng là một trong những cái điểm đặc biệt trong cái khu vực của cái động Phong Nha. Nhưng mà khi mà chúng ta đi trong đó, chúng ta một bên là nước, bên dưới là nước, bên trên là trần trần của thạch động, hai bên là những cái gọi là di tích của những người xưa họ để lại. Và đặc biệt khi chúng ta vào cái Phong Nha rồi á, vào trong động Phong Nha thì chúng tôi mới biết rằng ngày xưa người Chiêm Thành đó, người Champa đó, họ đã từng đến đó rồi. Tức là trong những cái thế kỷ thứ 15, 16 này họ đã hiện diện ở trong đó rồi. Tức là họ đã biết tìm ra những cái thạch động đó, nhưng có lẽ người ta chưa khám phá đi vào sâu trong nữa thôi. Nhưng đó là một cái điểm mà chúng ta thấy được những cái di tích của tiền nhân cũng đã để lại trong cái động Phong Nha. Và cái động Phong Nha này tôi không biết là Nhất Anh có dịp đi qua ra ngoài Bắc, và chúng ta có dịp đến với Ninh Bình đấy, chúng ta nghe nói động Tam Cốc đúng không? Đúng. Thì chúng ta có ba cái Tam Cốc là cũng một cái là những cái hang động ở trên nước, nhưng mà cái Tam Cốc là ba cái hang động, nhưng ba hang động nó không so sánh gì được với cái Phong Nha cả. Mình thấy cái Phong Nha nó hùng vĩ hơn nhiều, và nó khác hẳn. Và dĩ nhiên thì tôi có dịp đi cả hai, và dĩ nhiên đối với tôi thì quả thực Phong Nha mà có gọi đó là một di sản thiên nhiên của thế giới thì rất là xứng đáng. Nói như thế để cho Nhất Anh hình dung là nó phải đặc biệt lắm nó mới được cái chữ đó. Nhưng mà sau khi chúng ta đến Phong Nha rồi, chúng ta đừng quên chúng ta có thể đi thăm một cái thành lập trên cạn là Tiên Sơn. Nó cũng gần ở đó luôn hả? Nó cũng ngay gần đó, nhưng mà nó ở trên cạn, tức là nó ở trên chi cao, còn cái Phong Nha là ở dưới trên cái lòng sông. Và một cái thạch động nữa là Thiên Đường. Và cái thêm thạch động Thiên Đường đối với tôi thì đây cũng là một cái rất là đặc sắc. Tôi có dịp đi nhiều cái hang động trên thế giới, mỗi cái hang động đều có những cái được tạo hóa kiến trúc nặn đẽo ra những cái hình dáng rất là lạ kỳ. Nhưng mà phải đến với Thiên Đường phải công nhận. Đến với Thiên Đường là mình nhớ câu chuyện của Sapa. Mà nói đến Sapa thì Nhất Anh nhớ là ruộng bậc thang đúng không? Ruộng bậc thang là một cái đặc tính đặc biệt của khu vực Sapa. Trong động Thiên Đường có những cái thạch nhũ và nó rớt xuống và nó chồng chất lên nhau, nó gọi giống như những cái gọi là bậc thang vậy đó, thạch nhũ và bậc thang, thành nó lạ lắm. Và để cho chúng ta, cho người du khách có thể vào trong đó thưởng thức được những cái cảnh đẹp của thiên nhiên. Dĩ nhiên là cái may là cái động Thiên Đường cũng như động Phong Nha đều được được cái người nghệ nhân mà để set up cái lighting đó ở trong thạch động đó, họ không bắt chước bên Trung Cộng, thành ra mình mới thấy được cái đẹp của nó. Có nghĩa là nhìn nó sang hơn hả? Nhà nó sang trọng hẳn, nó theo kiểu Âu Châu, thành ra vào trong đó chúng ta thấy những cái nét đẹp của cái hang động. Còn qua bên tàu đó, ôi trong hang động là xanh Màu đỏ sắc hơn tím vàng đủ hết, thành ra mình không biết cái gì là thật cái nào là giả hết, thành ra hai cái hoàn toàn khác nhau. Và dĩ nhiên tôi khuynh hướng là tôi thích thú với cái lighting của Âu Châu hơn, tức là nó thật hơn và nó trông nó có vẻ dễ nhận xét hơn. Thì đó, cái động Thiên Đường là một trong những cái thạch động mà Nhất Anh cũng nên nên đến. Và bây giờ thì cái thạch động nó cũng khá lớn, rất là lớn chứ không phải nhỏ, nhưng mà được cái là nó rất là sâu vào trong, và càng đi sâu thì càng nhỏ lại, cho đến một lúc thì người ta không cho đi nữa. Thì đó là cái về động Thiên Đường.
Còn nói đến khu vực ở Phong Nha Kẻ Bàng và nói đến Sơn Đồng nữa. Dạ. À, Sơn Đồng thì dĩ nhiên tôi chưa có vào, nhưng mà qua những cái video và cũng như người tour guide họ cho biết đó, thì chúng ta vào đó chúng ta phải có một thời gian dài và đồng thời đi lúc nào phải có một người kiểu như escort đi theo để mà lo. Tại vì mình phải có sức khỏe mới đi được. Và đồng thời phải có sức khỏe nữa. Có một vài cái tính mình phải là thích adventure nữa. Chứ không phải là chúng ta ở một cái tuổi nào cũng vào được. Cái đó là cái mà quan trọng. Chẳng nhưng mà bù lại thiên đường với động Phong Nha, với động Tiên Sơn thì tuổi nào cũng có thể vào được. Tuổi nào cũng có thể enjoy trong đó được và nhìn những cái gọi là cái kiến trúc của thiên nhiên quá đẹp, quá đẹp. Dạ. Nhưng mà ví dụ một ngày mà du khách đi tới động Phong Nha, động Thiên Đường rồi Thiên Sơn thì khoảng bao lâu cho một khoảng bao lâu để mình có thể đi hết được anh Thắng? Mức bao lâu? Tôi nghĩ một buổi chiều thôi, một buổi thôi. Thì có một buổi, đi cả ba cái thì trong một buổi thôi. Tại vì mình đi mình vừa ngắm vừa chụp hình đó. Thế tuy nhiên đặc biệt thì vào những cái hang động ở trong khu vực Thiên Đường cũng như Phong Nha, chúng ta phải chụp ảnh đó, chúng ta thường thường phải nhờ cái người địa phương đó, họ biết cách chụp. Nhưng mà nói thêm nữa, trước khi chúng ta đến cái động Phong Nha đó là chúng ta phải chèo thuyền suốt từ ngoài đi vào nha. Chạy chèo thuyền trên con đi bằng thuyền máy đó, chạy trên con sông Son. Tôi nhớ là tên sông Son thì phải đó. Người ta hỏi lý do tại sao người ta gọi sông Son thì người ta thì cái người địa phương họ nói cho tôi biết là cứ mỗi một mùa nước lũ về thì cái dòng sông nó đổi màu. Thành ra người ta gọi như vậy. Thì đó cũng là một trong những cái điểm mà bây giờ Phong Nha Kẻ Bàng nó cũng thay đổi rất là nhiều và có những tiệm ăn dĩ nhiên thì để dành cho những quý vị nào cần phải ăn gấp để đói thôi. Nhưng mà cũng đầy đủ hết. Còn chúng ta vẫn có thể nghỉ đêm ở Đồng Hới. Đồng Hới bây giờ cũng đã thay đổi khá nhiều và những cái khách sạn tương đối là tốt cũng đã có mặt ở Đồng Hới. Và còn nếu quý vị có thêm thời giờ nữa thì như Thành biết đã đến Quảng Bình rồi, đi đâu ở gần Hà Tĩnh đó có một cái chỗ rất là nổi tiếng là gì anh Thắng? Đèo Ngang. Đèo Ngang cũng ở gần đó và chúng ta có dịp đến với Đèo Ngang đó, thì cũng là rất nhớ đến vào huyện Thanh Quan đó. Thành ra bước đến Đèo Ngang bóng xế tà. Có cây sinh hoa, tháp sinh hoa gì đúng đó rồi, đúng rồi. Vâng, cảm ơn Thắng và hy vọng là trong những chương trình sau thì mình sẽ nói tiếp thêm một số nơi nữa ở Việt Nam để mình thấy rằng là Việt Nam mình cũng có rất là nhiều cái để mà đi, đúng không anh Thắng? Đúng vậy. Thật sự bây giờ thì qua cái sự khám phá cũng như được sự giúp đỡ của thế giới thì những cái thắng cảnh của Việt Nam tương đối là thay đổi nhiều và đã được người ta để ý nhiều hơn. Dĩ nhiên thì cũng có bàn tay ngoại quốc trong đó thì nó mới tốt được. Chẳng hạn như tất cả những cái gì mà người thế giới bây giờ phải công nhận là phải cảm ơn những người Âu Châu. Những người Âu Châu là những người mạo hiểm, những người thích những cái gọi là adventure, bạn đã tìm ra rất là nhiều những cái di tích, những cái thắng cảnh thiên nhiên trên thế giới. Hầu như toàn người Âu Châu kiếm ra, ở Việt Nam mình cũng toàn là người Pháp và người Anh kiếm ra cho chúng ta thôi. Dạ, vâng. Và như anh sẽ hẹn anh Thắng trong lần sau. Dạ, cảm ơn nhất anh. Dạ.